Thế mình sẽ có một la mã phần kiến thức cần nhớ, một la mã kiến thức cần nhớ, kiến thức cần nhớ. Thế nhắc lại tí nhỉ, cái này ở buổi 1 chúng ta đã học với nhau rồi. Thứ nhất chúng ta có 5 hydroxit lượng tính cần nhớ, 5 hydroxit lượng tính, 5 hydroxit lượng tính cần nhớ. Ok, thầy chào tất cả các bạn và các em. 5 hydroxit lượng tính cần nhớ. Được chưa? Trong này thì mình nhớ 3 thằng thôi, 3 thằng quan trọng nhất. Nhôm hydroxit AlOH 3 lần. Kẽm hydroxit ZnOH 2 lần. Cr crom hydroxit CrOH 3 lần. PbOH 2 lần. SnOH 2 lần. Trong đó ba anh hay bị hỏi. Trong đó dạng bài tập quan trọng thì chỉ có một anh. Ngày xưa có cả kẽm nhưng bây giờ cái dạng bài tập của kẽm nó gần như là không. Đúng không? Bởi vì chúng ta thế chúng ta không học kẽm, chúng ta học nhôm thôi. Nên mình trọng tâm đi vào nhôm nhá. Và mình trọng tâm đi xử lý cái bọn hydroxit lưỡng tính của nhôm. Đấy, cái này là trọng tâm. Thế thì cái anh hydroxit lưỡng tính của nhôm nó có điều gì đặc biệt? Đấy, bây giờ mình đi vào. Thứ nhất, thầy đi vào sâu hơn nhá, các bạn chú ý này, thầy đi vào sâu hơn này để hiểu bản chất này. Thứ nhất là thằng AlOH 3 lần nó tác dụng H cộng thì ai cũng nhìn thấy dễ rồi. Tác dụng H cộng để tạo thành nhôm 3 cộng cộng H2O 3 3. Được chưa? Thứ hai là anh AlOH 3 lần tác dụng với lại OH trừ để tạo thành AlOH 4 lần trừ. Được không ạ? Thì cái anh AlOH 4 lần trừ này nó là ở trong sách nâng cao, và trong chương trình nâng cao thì người ta dạy là AlOH 4 lần trừ. Thế còn lại ở trong sách cơ bản và cái chương trình các bạn học ở trên lớp ấy thì người ta sẽ ghi là AlO2 trừ. Nhưng với thầy Minh để giải bài tập dễ hơn thì thầy Minh lại chọn AlOH 4 lần trừ. Nhá, lý do tại sao tí giải bài tập các bạn sẽ biết. Được không? Đấy, thì đây là những kiến thức và tóm tắt mà chúng ta cần nắm được. Vậy có nghĩa là cái dung cái anh AlOH 3 lần này nó kết tủa bị hòa tan bởi axit và bị hòa tan bởi kiềm dư. Nhá, kết tủa này bị hòa tan bởi axit và bị hòa tan bởi kiềm dư. Nhưng này AlOH 3 lần thì nó sẽ không bị tan. Không bị tan trong các dung dịch sau này. NaHCO3 này. NH3 dư này. Vân vân. Đấy, hai thằng này hay bị hỏi nhiều nhất. Thì nó không bị tan trong hai thằng này. Nhá. Đấy, thế bây giờ chúng ta đi vào cái phần đầu tiên về phần hiện tượng thí nghiệm. Kiểu số 1 ạ. Hiện tượng thí nghiệm. Nào các bạn cùng ngắm, cùng đọc, cùng giải xem là cái câu số 1 đáp án gì. Câu số 1 ạ. Đáp án gì ạ? Hay không? Why? Thầy Minh dạy lúc nào cũng xịn rồi, các bạn kia yên tâm. Quan trọng là các bạn có máu học không thôi chứ còn. Máu học là thầy cân tất, cân tim luôn. Cân tim luôn, nguyên tim đi vào hết. Rồi, các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. Câu 1 đáp án gì? Để thu được AlOH 3 lần. Để thu được AlOH 3 lần. Để thu được AlOH 3 lần. Thì người ta dùng cách nào sau đây ạ? Nào, để thu được AlOH 3 lần. Thì người ta dùng cách nào sau đây? Cho từ từ NaOH vào AlCl3. Được nhé. Cho nhanh dung dịch NaOH vào AlCl3. Cho NaOH 3 dư vào dung dịch AlCl3. Đáp án đúng là gì ạ? Cái chỗ này không biết là từ từ có dư hay không. Cho nhanh không biết được, đúng không? Thế thì đây cho NaOH 3 dư là đúng nhất. Đáp án đúng đáp án C. Ok, chính xác. Đáp án C ạ. Câu số 2 ạ. Câu
Câu số 2 nào các em. Câu số 2 là hiện tượng quan sát được. Hiện tượng quan sát được khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Al2SO4 3 lần cho tới dư. Hiện tượng quan sát được khi cho từ từ dung dịch NaOH vào Al2SO4 3 lần tới dư. Thì ở đây nhá, mình lưu ý này. Đầu tiên này, nó xảy ra phản ứng số 1 là OH trừ cộng với lại nhôm 3 cộng để tạo thành AlOH 3 lần. Hiện tượng của đầu tiên của chúng ta là khi nhỏ vào nhé. Khi nhỏ vào chúng ta sẽ thấy xuất hiện kết tủa keo trắng. Đúng chưa? Và cứ OH trừ vào thì lượng kết tủa tăng dần đến cực đại. Cho đến một lúc nào đó mà nhôm 3 cộng hết. Khi mà nhôm 3 cộng hết nhưng đề bài cho OH trừ tới dư, là NaOH tới dư, thì OH trừ lúc này dư, nhôm 3 cộng hết rồi, nó sẽ tác dụng với AlOH 3 lần để tạo thành AlOH 4 lần trừ. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Thì lúc này anh kết tủa bị tan cho đến dung dịch trở thành trong suốt. Nên đấy, hiện tượng ta là xuất hiện kết tủa keo trắng, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại và sau đó kết tủa tan cho đến dung dịch trở thành trong suốt. Các bạn nhớ chưa? Câu 2 chúng ta đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Rồi. Nào bây giờ thầy muốn các bạn cùng comment cho thầy đáp án câu 3 xem nào. Câu 3 NH3 thì dễ. Dễ ợt. Nhỉ. Yeah. Câu 3. NH3. Câu 3 nữa là 3. Các bạn comment đáp án cho thầy xem câu 3 đáp án gì ạ? Câu 3. Nào các bạn comment mạnh mẽ lên ạ. Câu 3. Hiện tượng quan sát được khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch nhôm 3 cộng. NH3 vào nhôm 3 cộng nhá, thì chúng ta phải hiểu thế này này. Bản chất của anh NH3 là tính bazơ yếu. Mình phải hiểu bản chất nhé. Tính bazơ yếu. Thì khi cho NH3 vào dung dịch nhôm 3 cộng thì không khác gì nó cung cấp cái ion OH trừ cho nhôm 3 cộng. Và khi nó cung cấp canh OH trừ cho nhôm 3 cộng thì nó dẫn đến điều gì ạ? Khi nó cung cấp anh OH trừ cho nhôm 3 cộng thì nó dẫn đến điều gì? Nó dẫn đến điều là xuất hiện kết tủa màu trắng. Đúng không? Lượng kết tủa tăng dần đến cực đại. Nhưng kết tủa có tan nữa không? Kết tủa không tan nữa. Nhá, kết tủa không tan nữa. Đây xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần cực đại. Đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án C nhá. Câu 3 đáp án C. Câu 4 à. Câu 4 á. Hiện tượng bây giờ nó ngược lại. Bây giờ nó ngược lại mới hay này. Hiện tượng quan sát được khi cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH. Câu này, chỗ này mới hay này. Hiện tượng quan sát được khi cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH. Chỗ này mới gọi là dễ sai lầm, các bạn quan sát nhá. Bây giờ này, bây giờ thầy mới phân tích cho em. Thầy phân tích để cho các bạn hiểu. Bây giờ thầy có một cái cốc. Cốc này bây giờ thầy đựng vào dung dịch NaOH tới dư nhá. Dung dịch này là dung dịch NaOH. Có cái OH trừ. Bây giờ thì nhỏ từ từ nhôm 3 cộng vào. Nhỏ từ từ nhôm 3 cộng OH trừ. Thế thì bây giờ cái câu chuyện của chúng ta thế này. Là ở bên dưới là OH trừ nhiều hơn hay nó khác là OH trừ dư? Đúng không? Ở bên dưới là OH trừ dư. Nên là giả sử như có anh nhôm 3 cộng vào, nó vừa đớp với OH trừ để tạo thành AlOH 3 lần. Thì anh AlOH 3 lần do OH trừ dư lại đớp luôn OH trừ để tạo thành AlOH
OH 4 lần trừ nên không có kết tủa xuất hiện nhá. Không có kết tủa xuất hiện, hay nói khác là kết tủa keo trắng xuất hiện một tí thôi, kết tủa keo trắng xuất hiện một tí thôi, nhưng mà ngay lập tức cái kết tủa này bị tan ra luôn nhá. Ngay lập tức kết tủa bị tan ra luôn. Thế bây giờ đề bài nói này, cho nhôm ba cộng tới dư. Vậy lúc này giả sử như đến lúc OH trừ hết thì nhôm ba cộng dư này tác dụng với Al OH 4 lần trừ này thì nó sẽ tạo thành kết tủa AlOH 3 lần. Đấy, cái bài nó hay ở đấy nhá. Cái lý thuyết nó hay ở đấy các em ạ. Vậy là kết tủa tan ra cho đến sau đó lại xuất hiện kết tủa. Đấy, đây chính là cái lý do mà tại sao thầy nói với các em là các em phải học hiểu bản chất. Phải không hiểu bản chất, không hiểu bản chất không thể làm được những câu lý thuyết như này. Mà có bốn chúng ta đáp án đông là đáp án dễ. Đấy, đúng không? Cái câu 4 này thì phải là hiểu bản chất mới làm được. Mà thầy nghĩ rằng là nhiều bạn hôm nay mới hiểu được bản chất. Chứ ngày trước là chỉ học thuộc. Mà ngày trước mà học thuộc thì những câu này hay sai lắm. Ok chưa? Các bạn hiểu rõ chưa? Nào, câu số 5 ạ. Thế nên lấy lý do mà tại sao phải học thầy thì trực tiếp đấy. Có gì khó hiểu là hỏi luôn. Nào các bạn comment thầy đáp án câu số 5. Câu số 5 ạ. Rồi câu 5 ạ. Trường hợp nào sau đây khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa? Trường hợp nào sau đây khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa? Phản ứng xảy ra hoàn toàn nhé thì thu được kết tủa. Bây giờ chúng ta biết rằng là OH trừ dư vào nhôm ba cộng thì nó tạo thành AlOH 3 lần. Và anh AlOH 3 lần thì nó tan trong OH trừ dư nhá. AlOH 3 lần tan trong H cộng, tan trong OH trừ dư nên không có chuyện đấy. Được không ạ? Cho lượng dư AlCl3 vào dung dịch NaOH. Ô, mình vừa mới làm xong ở bên trên nhỉ? Đúng rồi, AlCl3 vào NaOH là đúng luôn. B bò. Sức mạnh hiểu bản chất. Ok, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Câu số 6 đó. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? Các bạn đọc kỹ nha, chọn đáp án nha. Sáu ạ. Thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nhé. NaOH dư và AlCl3 không có chuyện đấy. Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH đúng không? 6B luôn, chính xác. Câu 7 nè. Câu 7 nè. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH3 vào dung dịch AlCl3 chắc chắn thu được kết tủa AlOH 3 lần. Na2CO3 và AlCl3. Đây này, anh này chắc chắn thu được AlOH 3 lần rồi. Nhưng mà cái này thì nhiều bạn chưa biết đâu, thầy phân tích cho bạn hiểu nhá, thầy phân tích kỹ này. Na2CO3 đúng là môi trường thiềm không?
Nên là ẩn sâu dưới trái tim của N2CO3 là OH trừ, nhưng nó yếu thôi. Dung dịch AlCl3 là có nhôm 3 cộng. AlCl3 là môi trường axit. Ẩn sâu dưới trái tim của nó là H cộng, nhưng cũng yếu thôi. Vậy là hiện tượng này các bạn nhìn này. OH trừ đớp nhôm 3 cộng để tạo thành kết tủa AlOH 3 lần. CO2 trừ cộng H cộng để tạo thành CO2 bay lên. Vậy mình sẽ có này, kết tủa AlOH 3 lần, màu trắng và khí CO2 bay lên. Này nhiều bạn sẽ không biết. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thu được một sản phẩm như nhau, đấy là AlOH 3 lần. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 7C. Rồi, bây giờ chúng ta sang kiểu 2. Là một cái kiểu về tính toán này. Bây giờ thì sẽ có cái phương pháp giải. Cái dấu hiệu nhận biết của kiểu 2 này nhá. Dấu hiệu nhận biết chúng ta phải làm nhiều bài tập thì chúng ta mới nắm được dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết ở kiểu 2 này là đề bài cho ta biết số mol của nhôm 3 cộng và số mol của OH trừ. Được không ạ? Có nghĩa là sau này chúng ta học ấy, chúng ta gặp cứ bài nào đề bài cho ta biết về số mol nhôm 3 cộng và số mol OH trừ mà xác định khối lượng của AlOH 3 lần thì mình sử dụng phương pháp này. Thì phương pháp này rất đơn giản. Nhiều người bảo là phương pháp là hệ trục tọa độ, phương pháp T. Nhưng mà thực ra ấy, bản chất của cái phương pháp này, nó là như thế này. Nhôm 3 cộng cộng OH trừ, nó sẽ có các khả năng theo các tỷ lệ. Đúng không ạ? Nếu tỷ lệ 1, 3 thì tạo thành AlOH 3 lần. Và nếu tỷ lệ 1, 4 thì tạo thành AlOH 4 lần trừ. Anh này là kết tủa, còn anh này tan. Có thế thôi. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có phương pháp giải. Mình sẽ xét số mol OH trừ chia số mol nhôm 3 cộng bằng bao nhiêu. Thì nó có khả năng về bằng các giá trị sau. Hoặc là nó bằng 3, hoặc là nó bằng 4. Được chưa? Nếu bằng 3 thì tương ứng với đây, 1 nhôm 3 cộng ăn 3 OH trừ để tạo thành Al OH 3 lần. Nếu bằng 4 thì tương ứng với 1 nhôm 3 cộng ăn 4 OH trừ, hay là 4 OH trừ ăn 1 nhôm 3 cộng để tạo thành Al OH 4 lần trừ. Được không? Thế nếu không bằng 3 và không bằng 4 mà nó lại là lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4 thì sao? Thì nếu lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4 thì nó sẽ tạo thành hỗn hợp AlOH 3 lần và AlOH 4 lần trừ. Thế nếu nó cho lớn hơn 4 thì sao? Đấy, lớn hơn 4 thì tạo thành AlOH 4 lần trừ và OH trừ dư. Còn nếu nhỏ hơn 3 thì chắc chắn là AlOH 3 lần và nhôm 3 cộng dư. Đấy. Thế thì đến đây, sau khi đến đây rồi, mình xác định được tồn tại như anh nào rồi nhá, xác định tồn tại như anh nào rồi, thì sử dụng mẹo của thầy Minh để xác định kết quả. Đấy, hôm nay phổ biến cái mẹo của thầy. Thấy chưa? Phương pháp mẹo của thầy. Phương pháp bá đạo. Phương pháp bá đạo luôn. Phương pháp này có mang tên là phương pháp mẹo của thầy. Rồi. Nào, chúng ta vào luôn ví dụ số 1. Các bạn làm thử cho thầy xem là trong ví dụ số 1 này, đầu tiên ý, trả lời cho thầy là tồn tại những anh muối nào. Ở đâu tồn tại những anh ion nào tồn tại trong dung dịch. Câu hỏi đầu tiên nhé. Ion nào tồn tại trong dung dịch đầu tiên. Ví dụ số 1. Thế thì để cho các bạn hiểu hơn về cái cách tính toán nhá. Cách tính toán này khác hẳn so với cách tính toán mà các thầy cô của các em dạy trên lớp. Thì các bạn chú ý đây, thầy hướng dẫn luôn. Số mol của AlCl3 của thầy là bằng
1 nhân với 0,1 bằng 0,1 này. Số mol của NaOH bằng 1 nhân 0,35 bằng 0,35 này. Đấy chưa? Các bạn nhìn nó chưa? Vậy này, mình nhìn thấy đề bài cho mình biết số mol nhôm 3 cộng. Cho mình biết số mol OH trừ. Vậy mình sẽ có này, bước 1. Số mol OH trừ chia cho số mol nhôm 3 cộng bằng này. OH trừ này 0,35. Nhôm 3 cộng là 0,1. 0,35 mà chia cho 0,1 thì bằng 3,5 đúng không em? Đấy, cái phương pháp này của thầy không phải thuộc. Và đặc biệt phương pháp này do thầy nghĩ ra nhé. Do thầy nghĩ ra. Bạn nhìn này, lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. 3 thì tương ứng với lại nhôm 3 cộng lấy 3OH trừ ALOH 3 lần. 4 tương ứng với nhôm 3 cộng lấy 4OH trừ ALOH 4 lần trừ. Đấy các bạn thấy không? Mình có phải thuộc cái gì không? Mình chẳng phải thuộc cái gì cả. Tất cả nó là logic thôi. Ok chưa? Chưa dừng ở lại đấy. Chưa dừng ở lại đấy. Chỗ này mới quan trọng này. Chỗ này mới quan trọng này. Các bạn cùng chú ý này. Cùng chú ý nhé. 3,5 ở đây, 4 ở đây, 3 ở đây. Có bạn bảo là thầy phải dạy lại phương pháp đường chéo ấy. Thầy giải thích rõ rồi. 4 trừ đi 3,5 thì bằng 0,5. 3 trừ đi 3,5 bằng 0,5. 0,5 chia 0,5 bằng 1 chia 1. Nghĩa là ALH 4 lần trừ chiếm 1 phần, ALH 3 lần chiếm 1 phần. Nhưng các em ạ, cái này chậm. Thầy giải cho các em cái này để các bạn biết rằng những bạn nào mà muốn giải chậm là cái cách này giải được. Nhưng học sinh của thầy Minh vứt cái cách này đi quá chậm. Học sinh của thầy Minh phải nhẩm được các em ạ. Nhẩm như thế nào? Nhá, các bạn cùng quan sát nhé, các bạn cùng quan sát nhé. Nhẩm như thế nào mới là vấn đề? 3,5 thì có nó nằm chính giữa đúng không? Một thằng là 50, một thằng là 50, đúng không? 50 chia 50 thì bằng 1 chia 1. Đúng không ạ? Chúng ta chú ý này, chúng ta chú ý chỗ này, nhìn kỹ này. Nếu bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm thì có phải số mol nhôm ban đầu là 0,1 chui hết vào trong hai thằng này không? Hay nói khác là bảo toàn nguyên tố nhôm ghi một lần thôi, sau không phải ghi nữa. Số mol nhôm 3 cộng trước phản ứng thì bằng số mol của ALOH 4 lần trừ. Tại sao lại vậy? Tại vì nó một nhôm cộng với một số mol ALOH 3 lần. Được không ạ? Thì nó dẫn đến điều gì? Anh này một phần, anh này một phần, mà tổng hai anh này thì lại bằng bao nhiêu? 0,1. Có nghĩa là 0,1 chia làm hai phần bằng nhau. 0,1 chia làm hai phần bằng nhau, vậy mỗi phần bằng 0,05 các em ạ. Đúng không? Mình nhẩm được ra đáp án. Và từ đó mình tìm được khối lượng ALOH 3 lần bằng 0,05 nhân 78. 0,05 nhân 78 bằng 3,9. Vậy khối lượng kết tủa chúng ta là đáp án D, 3,9 gam. Ok, các bạn đã hiểu cái phương pháp của thầy chưa? Phương pháp nhẩm của thầy chưa? Nó xịn lắm. Nó cực kỳ xịn luôn. Rồi, bây giờ đến câu chuyện của các em. Các em cùng làm cho thầy xem ví dụ số 2 đáp án nào. Các bạn cùng tính toán nha và comment cho thầy đáp án nha. Các bạn phải tính ý, thì nó mới hiểu được bài. Ví dụ số 2. Để cho ông ta khoảng 3 phút.
hai ạ. Câu 2 các bạn cùng làm đi xem câu 2 đáp án gì. Dễ lắm. Nào mình có ví dụ số 2 này, các bạn cùng nhìn này. Đầu tiên mình sẽ tìm được số mol của Al2S43 lần nhá. Số mol của Al2S43 lần là 1 nhân 0,1 bằng 0,1. Thì từ đó mình sẽ tìm được số mol nhôm 3 cộng. Thì là bằng 2 lần số mol của Al2S43, thì trong này có 2 này. 2 lần số mol của Al2S43 lần với bằng 0,2. Số mol nó bắt bằng 2 nhân 0,35 bằng 0,7. Vậy tại đây bây giờ mình sẽ có số mol OH trừ chia số mol nhô 3 cộng sẽ bằng này 0,7 chia 0,2 bằng 3,5. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. 3 thì tương ứng với việc tạo thành là AlOH 3 lần. 3 thì tương ứng với lại AlOH 3 lần. 4 thì tương ứng với lại là AlOH 4 lần trừ. Được chưa? Thế thì 3,5 nằm chính giữa 4 và 3. Thế là anh này 50. Anh này 50. Vậy tỷ lệ của nó là bằng 1 chia 1. Thế mà tổng số mol nhôm ở đây là 0,2. Được chưa? 0,2. Thì 0,2 chia làm 2 phần với mỗi phần bằng 0,1. 0,1. Ok chưa? Vậy mình sẽ tìm được khối lượng của kết tủa chính bằng khối lượng của AlOH 3 lần và bằng 0,1 nhân 7,8 bằng 7,8 gam. Đáp án chính xác chúng ta đáp án gì? Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 7,8 gam. Đáp án D, 7,8 gam. Ví dụ số 3. Quen quen ở đấy nhỉ? Ví dụ số 3. Ví dụ số 3. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem ví dụ số 3 đáp án gì. Vì ơi, ừ đúng rồi, nung toang, đúng rồi, nung, lỗi, đây là mờ kết tủa nhỉ, mình tìm là mờ kết tủa, ừ mờ kết tủa không ảnh hưởng đúng không, nhưng đây là nói nung ạ, nung xem nào, AlOH 3 lần nung thì tạo thành Al2O3 0,05, vậy khối lượng là bằng 0,05 nhân 102, 0,05 nhân 102 thì bằng 5,1. Vẫn là đáp án khác. Xịn thế. May quá. Không đem nung nhưng vẫn, nhưng vẫn là đáp án gì, các em thấy kinh không? Ví dụ số 3. Dê mà. Nung mà. 0,05 nhá nhân 102 nhá bằng 5,1 mà. Ví dụ số 3 nào các em. Đấy, tí quên. Ví dụ số 3, các bạn cũng làm thầy xem ví dụ số 3 đáp án gì. Đấy các bạn thấy không? Trong lúc dạy các bạn mà
điện thoại réo liên tục nhưng mà thầy không nghe, bởi vì không có việc gì quan trọng hơn việc dạy các em cả. Cùng chiến đấu các em cô ba. Mấy câu đề rồi. Ví dụ bạn. Ví dụ 3. Đây nha các bạn nhìn nha, ví dụ 3 nhá. Số mol ALCl3 chúng ta bằng 0,2 này. Ngon nhá. Số mol BaO lần bằng 0,35 này. Vậy ở đây mình sẽ tìm được số mol OH- này. Bằng 2 lần số mol BaOH 2 lần này. Bằng 0,7 này. Vậy đây mình sẽ có số mol OH- chia số mol nhôm 3 cộng bằng 0,7 chia 0,2 bằng 3,5. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. 3 tương ứng với ALOH 3 lần. 4 tương với ALOH 4 lần trừ. 3,5 nằm ở chính giữa. Đúng không ạ? 50 bằng 1 chia 1. Vậy có nghĩa đấy, 0,2 chia làm hai phần bằng nhau, mỗi phần bằng 0,1. 0,1. Vậy kết tủa của chúng ta là kết tủa ALOH 3 lần, khối lượng của kết tủa ALOH 3 lần bằng 7,8 gam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu số 4 này độ khó tăng lên một tí xíu. Câu số 4 độ khó tăng lên một tí xíu. Câu số 4 cho các bạn chọn đáp án gì? Cẩn thận bị lừa các em nhá. Câu số 4 cẩn thận bị lừa nhá, cẩn thận bị thầy lừa đấy. Câu số 4 cẩn thận không bị thầy lừa nhá. Làm cho cẩn thận. Kỹ càng câu số 4 vào. Báo trước rồi đấy. Cẩn thận nó bị lừa nhá. Câu số 4 rồi các em, ví dụ số 4.
bốn ạ, cẩn thận nhá, thì nhắc trước cẩn thận không bị lừa đấy. Bốn ạ, bốn ạ, bốn ạ. Nào, chúng ta cùng quan sát nhá. Đầu tiên mình phân tích này, An2N43 lần là bằng 0,1 mol này. BaOH2 lần là 0,375 mol này. Mình lưu ý này. Bây giờ mình sẽ có hội các ion này. Nhôm 3 cộng, số mol là 0,1 nhân 2 là 0,2. SO42 trừ, số mol là 0,1 nhân 3 là 0,3. Cộng với lại Ba2 cộng, số mol là 0,375. Và OH trừ, số mol 0,375 nhân 2. 0,375 nhân 2 bằng 0,75. Và khá nhiều bạn quên, khá nhiều bạn quên, khá nhiều bạn quên và bị lừa. SO42 trừ cộng Ba2 cộng để tạo thành gì? BaSO4 kết tủa. Tính ra anh nhỏ hơn anh này 0,3, anh này 0,375 thì chỗ này là 0,3 thôi. Đúng không? Rồi sau đó mình bị ăn này. Đây mình sẽ có OH trừ chia nhôm 3 cộng nhỉ. Số mol của OH trừ chia số mol của nhôm 3 cộng thì bằng 0,75 chia 0,2. 3,75. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. 3 tương với lại AlOH 3 lần. 4 tương với lại AlOH 4 lần trừ. Bây giờ 75 ạ. 75 thì có một thằng là 75, một thằng là 25. Đúng không? Một thằng 75 thì nó nghiêng về cái thằng nào gần nó nhất. 3,75 thì nó gần với lại 4. Nên này, 3,75 gần 4 nên phần nặng hơn chứ nghiêng về thằng 4. Phần nhẹ hơn nghiêng về thằng 3. Được chưa? 75 chia 25 bằng 3 chia 1. Vậy này, số mol nhôm 3 cộng của chúng ta là 0,1. Được chia làm 3 cộng 1 là 4 phần bằng nhau. 0,1 mà chia làm 4 phần bằng nhau, vậy mỗi phần là 0,025. Thế này là 0,075. Vậy mình sẽ có hai kết tủa. Một là BaS4, hai là AlOH 3 lần với số mol là 0,025. Và đến đây mình tìm được khối lượng. 0,025 nhân 78 cộng với 0,3 nhân 233 bằng 71,85 gam. Đáp án đúng đáp án D, 71,85 gam. Căng thẳng nha. Đấy, toán bị lừa. Bài này lừa dã man không các em? Ví dụ 5 ạ. Nào, ví dụ 5. Ví dụ 5 các bạn chọn thầy trên đáp án nào. Tí thì bị lừa. Đúng rồi, hãy cẩn thận. Thầy nhắc rồi mà. Ví dụ số 5 đi các em.
Số mon nhôm. À ừ nhỉ. Chỗ này thì lỗi đấy, số mon nhôm bằng 0,2 thì nhìn đâu ra là 0,1. 0,2. Thì sorry các em. 0,2 chia làm 4 phần bằng nhau, vậy mỗi phần là 0,05. 0,15, cảm ơn các bạn. Anh này là bằng 0,05 cơ. Cả sorry các bạn, 0,05. Hình như kết tủa vẫn đáp án nè. 0,05 nhân 78 cộng với 0,3 nhân 233. 73,8 gam. 73,8 gam các em nhé. 73,8. Ví dụ số 5. Ví dụ số 5 đáp án gì? Trộn dung dịch chứa A mol Al Cl3 với B mol NaOH để thu được kết tủa thì cần tỷ lệ gì? Thì mình sẽ có là số mol OH trừ chia số mol nhôm 3 cộng, nó bằng là B chia A. Đúng không ạ? Để thu được kết tủa có nghĩa là để có AlOH 3 lần kết tủa thì khi và chỉ khi, khi và chỉ khi B chia A phải làm sao? Nhỏ hơn 4. Bởi vì nếu mà lớn hơn 4 thì không có kết tủa rồi. Tương đương với B phần A phải nhỏ hơn 4. Tương đương với B phải nhỏ hơn 4A. Đúng chưa? Tương đương với 1 phải nhỏ hơn 4A chia B. Tương đương với gì ạ? 1 phần 4 phải nhỏ hơn A chia B. Đúng chưa? Hay nói khác là gì? Hay nói khác là gì? A chia B phải lớn hơn 1 phần 4. Đúng không? A chia B phải lớn hơn 1 phần 4. Đây, A chia B phải... Đây bài hỏi mà. B chia A phải nhỏ hơn 4. B chia A phải nhỏ hơn 4. Thế lớn hay nhỏ hơn ạ? Đây mình biết là B chia A phải nhỏ hơn 4 rồi. Thì suy ra là B phải nhỏ hơn 4A. Hay là 4A lớn hơn B. Đúng không ạ? Đây mình cứ cho này. A chia B mà lớn hơn 1 phần 4. Tương đương vậy 4A lớn hơn B. Đúng chưa? Thế đúng chưa? Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Nhân chéo đấy, 4A lớn hơn B. Ok không? Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Câu cuối cùng cho buổi học ngày hôm nay. Ví dụ số 6. Câu cuối cùng cho buổi học ngày hôm nay, ví dụ số 6. Câu này mới hay này. Câu này mới hay ạ. Câu này mới thú vị ạ. Câu này mới đặc biệt ạ. Các bạn cùng làm thử xem là câu ví dụ số 6 này đáp án gì. Rất đặc biệt với ví dụ số 6. Rất thú vị. Đúng rồi. Trong nhiều dung dịch như này, cái nào tác dụng trước? Đấy là câu hỏi đầu tiên. Rất thú vị. Đầu tiên nha, mình sẽ có số HCl bằng 0,1 này. 0,1 này. MgCl2 là 0,1, AlCl3 là 0,1, NaOH là 3,25 nhân 0,2 bằng 0,65. Các bạn quan sát nha, các bạn quan sát nha, các bạn quan sát nha. Bây giờ mình sẽ có OH trừ số mol là 0,65. Tác dụng với hỗn hợp gồm H cộng là 0,1,
Magie 2 cộng là 0,1 nữa. Nhôm 3 cộng là 0,1 nữa. Để tạo thành, đầu tiên nhá, phản ứng đầu tiên, cái này để làm được thì đầu tiên chúng ta phải nắm được là cái thứ tự phản ứng xảy ra. Thì thứ tự phản ứng xảy ra đầu tiên đó là OH trừ anh cộng. OH trừ anh cộng xong thì nó chỉ còn là 0,65, ăn 0,1 thì còn 0,55 do tỷ lệ 1:1. Đúng chưa? Phản ứng thứ hai xảy ra là OH trừ anh magie 2 cộng để tạo thành kết tủa MgOH 2 lần. Và chúng ta quan sát đây là 1 magie ăn 2 OH trừ. Vậy số mol magie đây là 0,1. Vậy số mol OH trừ bị ghim ở đây là 0,1 nhân 2 là 0,2. Vậy sau khi phản ứng với magie 2 cộng thì OH trừ còn 0,55 trừ 0,2 thì còn 0,35. Và còn 0,35 mol OH trừ ăn nhôm 3 cộng thì mình sẽ có tỷ lệ. Mình sẽ có tỷ lệ ở đây. OH trừ chia nhôm 3 cộng thì bằng 0,35 chia 0,1 bằng 3,5, lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. 3 tương ứng với ALOH 3 lần, 4 tương với ALOH 4 lần trừ 3,5, 50-50, 0,1, mỗi thằng bằng 0,05. Vậy tại đây mình sẽ thu được hai kết tủa, một là MgOH 2 lần, hai là ALOH 3 lần 0,05. Hai kết tủa mà mình tìm được khối lượng 0,1 nhân mở ngoặc đơn 24 cộng với 17 nhân 2 cộng 0,05 nhân 78 bằng 9,7 gam. Đáp án đúng đáp án D. Đáp án chính xác là đáp án D. Các bạn thấy chưa? Thế thì ngày hôm nay thầy vừa mới hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em cái kiểu số 1 là kiểu về lý thuyết của hydroxy lượng tính, những cái câu hỏi về lý thuyết. Và kiểu số 2 là kiểu mà tính toán cơ bản về hydroxy lượng tính. Buổi sau chúng ta sẽ đi vào kiểu số 3 và kiểu số 4 nhá. Các bạn nhớ làm bài tập về nhà và thầy đã gửi những câu bài tập về nhà nó dễ thôi. Đúng không ạ? Và thầy xin phép các em là buổi học ngày hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em vào buổi tiếp theo nhá.